Trong chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay Minh Vi muốn nhắc đến con số 30 triệu đồng. Đây là số tiền tối thiểu mà bị can có thể nộp để được tại ngoại theo dự thảo mới nhất của ngành tư pháp. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao vừa hoàn thành dự thảo thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để đảm bảo theo quy định tại Điều 122 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Theo nội dung dự thảo, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án sẽ quyết định mức tiền mà các bị can bị cáo hoặc người thân của họ phải đặt để đảm bảo họ được tại ngoại tùy vào tính chất mức phạm tội của từng người. Cụ thể, Điều 5 dự thảo quy định mức tiền đặt để được tại ngoại sẽ không dưới 30 triệu đồng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 50 triệu đồng đối với tội phạm nghiêm trọng và 200 triệu đồng đối với tội phạm rất nghiêm trọng. Khi đặt tiền để không bị tạm giam, các bị can bị cáo phải cam đoan có mặt theo giấy triệu tập, không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, không mua chuộc, cưỡng ép, xúi dục người khác, khai báo gian dối, không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này. Nếu thực hiện không đúng, họ sẽ bị tạm giam trở lại và số tiền sẽ đã đặt sẽ bị tịch thu.